Nào, chúng ta sẽ vào dạng thứ hai là cường độ điện trường của hệ nhiều điện tích. Được chưa? Các bạn đầu ghi bài nhá, dạng 2. Dạng 2. Cường độ điện trường của hệ nhiều điện tích. Dạng 2 là cường độ điện trường của hệ nhiều điện tích Chúng ta sẽ đến với bài toán tổng quan này, Các bạn cùng phải ghi cái bài toán tổng quan này vào cho anh nhé, được chưa? Nào, cho hai điện tích điểm. Cho hai điện tích điểm, được chưa? Q1 và Q2. Cho hai điện tích điểm Q1 và Q2 đặt tại A và B. Bạn nhớ nhé, đặt tại A và B này. Cho hai điện tích điểm Q1 và Q2 đặt tại A và B, được chưa bạn? Phải xác định cường độ điện trường tại điểm M. Phải này, xác định cường độ điện trường. Xác định cường độ điện trường tại điểm M, Được chưa các bạn? Xác định cường độ điện trường tại điểm M. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ hình nhá, được chưa? Rồi, ví dụ anh có hình vẽ như sau. Bạn nhìn này. Ví dụ tại điểm A anh đặt điện tích điểm là dương, được chưa? Còn tại điểm B anh đặt điện tích điểm là âm như này. Các bạn nhớ là phải vẽ hình vào cho anh nhá. Đó. Đây là điểm A. Đây là điểm B. Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ xét cường độ điện trường tại điểm M đây, giả sử như là điểm M đây này. Điểm M tại đây. Được chưa? Đây, điểm M tại đây. Được chưa? À, thì rõ ràng phải lưu ý này, ở cái dạng 1 là chúng ta chỉ học là tại một điểm, được chưa? Sẽ chịu tác động của một vector cường độ điện trường. Vì rõ ràng là ở dạng 1 chúng ta chỉ xét một điện tích điểm, được rồi, được chưa? Nhưng ở đến cái dạng 2 này, bạn lưu ý nhé, đến cái dạng 2 này thì ở bài tập chúng ta sẽ có nhiều điện tích điểm, được chưa? Vậy các bạn hình dung vấn đề này. Các bạn hình dung vấn đề là bây giờ tại điểm M sẽ có hai vector cường độ điện trường. Thứ nhất là vector cường độ điện trường do điện tích điểm Q1 được chưa các bạn, Q1 tác động lên điểm M. Thứ hai là do điện tích điểm Q2 tác động lên điểm M, được chưa bạn? Vậy bây giờ rõ ràng tại điểm M sẽ có hai vector cường độ điện trường. Vậy chúng ta sẽ viết tổng hợp như sau này. Đây, tại điểm M tức là có là vector M, được chưa, sẽ bằng hai vector là vector E1 cộng vector E2 được chưa bạn? Thế các bạn phải hình dung này, cái vector E1 là gì? Cái vector E1 này nó là cường độ điện trường do điện tích điểm Q1 tác động lên điểm M. Còn vector E2 là gì? Vector E2 là cường độ điện trường do điện tích điểm Q2 tác động lên điểm M, được chưa các bạn? Thì bây giờ chúng ta cần phải vẽ hình ra. Thì các bạn phải nhớ cho em một điều là gì? Nếu điện tích điểm mà dương thì rõ ràng là chúng ta sẽ vẽ vector cường độ điện trường tại điểm M là hướng ra ngoài. Đây, nhớ quy ước vẽ nhá, hướng ra ngoài. Chúng ta vẽ là hướng ra ngoài. Rồi. Được chưa? Đây là vector E1. Các bạn nhớ là phải vẽ hình vào cùng anh nhé. Đây là vector E1. Được chưa? Còn nếu điện tích điểm mà âm, các bạn lưu ý nhé. Nếu điện tích điểm mà âm thì vector cường độ điện trường chúng ta phải vẽ là hướng vào. Nhớ vậy nhé, hướng vào như này. Được chưa? Thì đây là vector E2. Được chưa? Đây sẽ là vector E2.
Và chúng ta sẽ gọi cái góc hợp bởi VT1 và VT2. Đây góc này này. Góc hợp bởi VT1 và VT2 chúng ta gọi là góc alpha. Chúng ta sẽ gọi là góc alpha. Được chưa? Chúng ta sẽ gọi là góc alpha. Thì đây các bạn sẽ có được cái một cái công thức tổng quan nhất để các bạn tính cái vector cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M. Được chưa? Các bạn lưu ý là cái phần này gần như nó giống phần lực điện. Bạn lưu ý nhá, gần như là nó giống phần lực điện, nó chỉ khác nhau cái công thức tính cường độ điện trường tại một điểm thôi. Được chưa các bạn? Lưu ý đây. Vậy ta có này, nó có này M này, M. Được chưa bạn? Bằng căn bậc 2 được chưa? Của E1 bình, E1 bình cộng E2 bình. Nào các bạn comment lên cho em biết ở đây là cộng hay trừ nào các bạn ơi. Nào các bạn comment cho anh biết là ở đây sẽ là cộng hay trừ nào tất cả bạn nào. Anh hỏi các bạn nhá. Trong cái công thức tổng quát là M bằng căn bậc 2 của E1 bình cộng E2 bình. Anh hỏi bạn ở đây là cộng hay trừ nào, các bạn comment cho anh biết nào, cộng hay trừ nào. Các bạn chỉ cần nhớ nhầm cái dấu thôi là coi như các bạn sẽ sai cả bài luôn. Nào comment lên cộng hay là trừ các bạn ơi, ở đây là cộng hay trừ nào. Các bạn nhỉ, cộng hay trừ nhỉ? Bạn phải lưu ý nhé, ở đây nó phải là cộng nhá, cộng cho cộng 2 lần E1 cho bạn nhân E2 và các bạn nhân với cả cos alpha. Cos alpha. Các bạn phải nhớ này vào, nhân với cả cos alpha. Được chưa? Nhớ kỹ vào cho anh nhá. Đấy, đây là công thức tổng quát của chúng ta. Được chưa? Các bạn lưu ý anh nhá. Đó, tiếp tục này. Chúng ta sẽ có một số trường hợp đặc biệt xảy ra như sau. Chúng ta sẽ có một số trường đặc biệt này. Các bạn nhớ vẽ hình cẩn thận vào nhá. Đó, chúng ta sẽ có trường 1, trường 1 là gì? Trường 1 là gì? Các bạn nhìn này. Trường 1 là 3 điểm, 3 điểm. 3 điểm. Trường 1 sẽ là 3 điểm, được chưa? A 3 điểm này, A, M, B thẳng hàng. A, M, B thẳng hàng. 3 điểm A, M, B thẳng hàng. Các bạn lưu ý nhé, tất cả các trường hợp này thì chắc chắn các bạn đều phải vẽ hình hết ra, được chưa? Tất cả đều phải vẽ hình ra. Nào, anh hỏi thử các bạn nhé. Anh thử hỏi các bạn cái dấu hiệu để chúng ta biết 3 điểm AMB thẳng hàng là gì nào các bạn ơi. Các bạn comment lên cho anh biết là một cái dấu hiệu trong đề bài giúp chúng ta biết 3 điểm AMB thẳng hàng đó là dấu hiệu nào. Ở trong cái chủ đề 1 anh đã nói các bạn rồi. Ở trong chủ đề 1 là 3 điểm, được chưa? 3 điện tích Q1, Q2, Q3 thẳng hàng. Còn ở chủ đề 2 này chúng ta sẽ có trường 1 là 3 điểm AMB thẳng hàng. Thì các bạn còn nhớ cái dấu hiệu ở đây là gì không? Nào, bạn nào còn nhớ cái dấu hiệu ở đây là gì không? Hay chúng ta quên hết rồi nào? Thì bạn phải nhớ kỹ cho anh cái dấu hiệu ở đây. Anh đã dạy các bạn một cái mẹo rồi là tổng hai khoảng cách bằng khoảng cách còn lại chính là 3 điểm thẳng hàng. Nhớ cho anh mẹo nhá. Nhớ này, nhớ cái mẹo cho anh chưa? Tổng chưa? Hai khoảng cách chưa? Bằng khoảng cách còn lại. Bạn lưu ý bạn, được chưa? Cái dấu hiệu để chúng ta nhận ra 3 điểm thẳng hàng là tổng hai khoảng cách bằng khoảng cách còn lại thì nó sẽ thẳng hàng nhau, được chưa bạn? Thế bạn lưu ý này, khi thẳng hàng thì chúng ta sẽ sinh ra hai tình huống xảy ra như sau. Đây. Khi thẳng hàng nhá, chúng ta có hai tình huống này, còn vào tình huống nào thì phải vẽ hình ra như thế cơ, được chưa? Thứ nhất là vector E1. Được chưa? Cùng phương cùng chiều vector E2. Chưa? Thứ hai là vector E1 cùng phương nhưng ngược chiều vector E2. Được chưa bạn? Vậy đến đây chúng ta sẽ suy ra được trong trường này sẽ có, bạn lưu ý nhá, đối với trường hợp 3 điểm AMB thẳng hàng thì chúng ta sẽ không dùng cái công thức dài dài đâu. Đây nhá, bạn lưu ý này. Cái công thức dài dài, bạn nhớ nhá, cái công thức dài dài này này, đây công thức này này, được chưa? Nó là công thức tổng quát, được chưa? Còn đối với trường thẳng hàng thì bạn lưu ý này,
Nó sẽ xảy hai tình huống, một là cùng phương cùng chiều, hai là cùng phương ngược chiều. Vậy lưu ý này, khi trường hợp này ta có m, m, thấy chưa? Nếu cùng phương cùng chiều, chúng ta có là bằng m1, m1, ta cộng với cả e2, thấy chưa? Còn nếu cùng phương ngược chiều, nó sẽ là trừ, nhưng phải lấy độ lớn lên đúng không? Vậy, anh viết một gọn gàng luôn này. Rồi, đây là trị đối luôn. Đó, lưu ý là nó sẽ có hai tình huống xảy ra như này. Bạn nhớ nhá, sẽ có hai tình huống xảy ra như này. Cộng hoặc trừ. Đó, nếu mà trừ thì chúng ta phải lấy độ lớn lên để cho các bạn. Đó, và một trường hợp đặc biệt tiếp theo như sau, trường hợp 2 là ta có là AM, AM, được chưa? AM này vuông góc với MB. AM vuông góc với MB. Được chưa? AM vuông góc với MB. Đó, lưu ý vào AM vuông góc với MB. Được chưa bạn? Hay chúng ta có là cái vectơ E1 sẽ vuông góc với vectơ E2, vectơ E2. Được chưa bạn? Thì trong cái tình huống này xảy ra thì các bạn sẽ có thằng M tính như nào? Khi vuông góc rồi nhá thì chúng ta cũng không dùng cái công thức dài dài đâu, được chưa? Cái công thức dài dài này này là chỉ dùng trong trường hợp các góc bất kỳ như 30, như 60, như các góc khác, được chưa? Đó, còn khi xảy ra vuông góc từ góc 90 thì bạn phải nhớ một công thức tính nhanh luôn là M bằng căn bậc 2 của E1 bình, E1 bình. Các bạn cộng với cả E2 bình phương. E2 bình phương. Các bạn lưu ý này vào nhá, được chưa? E2 bình phương. Được chưa? Nào, các nếu các bạn đã đây là cái phần phương pháp của chúng ta, được chưa các bạn? Nào, anh hỏi các bạn này, nếu các bạn đã viết xong rồi thì tất cả các bạn comment cho anh chị ok nào. Để chúng ta bắt đầu chuyển sang các ví dụ nào. Các bạn nhớ ghi phương pháp cẩn thận vào nhá. Nào, ghi đi. Ghi xong thì các bạn comment lên để chúng ta bắt đầu vào ví dụ nhá. Nào, em hỏi các bạn là các bạn ghi xong hết chưa nhỉ? Các bạn ơi, các bạn ghi xong hết chưa? Nếu các bạn ghi xong hết rồi thì tất cả các bạn comment hộ anh cái chữ ok lên. Được chưa? Để chúng ta sẽ vào ví dụ 1. Nào, ví dụ 1 nhá. Ví dụ 1 này. Nào các bạn cùng ghi đề bài ví dụ 1. Ví dụ 1. Các bạn có thể tóm tắt đề bài thật nhanh vào này, ví dụ 1 này. Cho hai điện tích điểm, cho hai điện tích điểm, được chưa? Quy 1 là 2 nhân 10 ngũ trừ 6 coulomb. Quy 1 bằng 2 nhân 10 ngũ trừ 6 coulomb. Được chưa? Cho hai điện tích điểm quy 1 bằng 2 nhân 10 ngũ trừ 6 coulomb và quy 2 bằng trừ 4 nhân 10 ngũ trừ 6 coulomb. Cho hai điện tích điểm quy 1 bằng 2 nhân 10 ngũ trừ 6 coulomb và quy 2 bằng trừ 4 nhân 10 ngũ trừ 6 coulomb. Đặt tại hai điểm A và B cách nhau là 25 cm. Đặt tại hai điểm A và B cách nhau là 25 cm. Xác định vectơ cường độ điện trường. Xác định vectơ cường độ điện trường. Xác định vectơ cường độ điện trường. Câu A tại điểm M. Tại điểm M, được chưa? Câu A là tại điểm M. Với M là trung điểm của AB. Với M là trung điểm của AB. Các bạn lưu ý là tất cả các bài này các bạn đều phải vẽ hình ra nhé, được chưa các bạn? Và các bạn phải vẽ hình ra để các bạn xem cái phương và chiều của các vectơ cường độ điện trường nó như nào. Được chưa? Nào, thời gian là các bạn bắt đầu nhá. Mỗi câu chỉ khoảng tầm 2 phút thôi nhá. Làm ra thì nhớ cho anh kết quả lên.
Trung điểm thì chắc chắn nó thẳng hàng đúng không? M là trung điểm của AB, chắc chắn 3 điểm AMB thẳng hàng rồi đúng không? Đấy, các bạn phải lưu ý này, một số bạn là không có một số bạn quên công thức tính cường độ điện trường tổng điểm cơ, thì làm ơn nhớ này. Cường độ trường điểm E bằng K nhân trị đối của Q chia cho epsilon và nhân với cả R bình phương. Nhớ này vào. Quên là không làm đâu nhá. Nào, ai làm ra kết quả thì nhớ comment lên nhá. Làm ra kết quả thì nhớ comment lên. Làm đi, xem kết quả là gì. Q1 đặt tại A. Rồi, Q1 đặt A này. Chưa? Q2 đặt tại B. Q2 âm. Chưa? Bây giờ M là trung điểm của AB, M là trung điểm của AB. Điểm M đây. Được chưa? Nào, quan trọng nhất đáp án là gì các bạn nhỉ? Đáp án là gì đây? Các bạn ơi, các bạn làm ra kết quả chưa nhỉ? Làm ra thì nhớ comment lên cho anh nhá. Nào, bạn nhìn này. Rõ ràng trong trường hợp này nhá, thằng Q1 nó dương thì rõ ràng vectơ cường điện trường do Q1 tác độ điểm M phải có chiều hướng ra đúng không? Có chiều hướng ra. Các bạn lưu ý vào đây. Đây là vectơ E1. Để cho các bạn. Tiếp tục, thằng Q2 nó âm, gọi lưu ý nhá, thằng Q2 nó âm nên chắc chắn là vectơ cường điện trường do nó tác động lên điểm M sẽ có chiều hướng vào. Đây, hướng vào như này. Để cho bạn, đây là E2. Đây là E2. Đúng chưa? Đó, các bạn lưu ý ở đây nó sẽ là E2. Thì các bạn nhìn thấy rất rõ là hai cái vector E1 và E2 nó đang cùng phương và cùng chiều với nhau, đúng không? Hai vector E1, E2 đang cùng phương, cùng chiều với nhau. Vậy rõ ràng vì chúng cùng phương, cùng chiều với nhau nên cái cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M, bạn lưu ý này, M, được chưa? M sẽ bằng E1 bằng E1. Các bạn cộng với cả E2, cộng với cả E2. Đúng chưa? E1 các bạn cộng E2. Đó. Nào, các bạn thay số vào bấm luôn đi. Thay số vào bấm luôn đi. Nào, thay số bấm luôn nhá, bạn nhìn này, bạn thay số bấm luôn cho anh nhá. Bạn nhìn này, cả hai thằng nó đều có chung thằng K, lưu ý nhá, cả hai thằng E đều có chung thằng K này, đúng không? Đều có chung thằng K. Thì các bạn có thể đặt chung K ra ngoài luôn để bấm máy tính cho nó gọn gàng nhất có thể vào, đúng chưa? Đặt chung này, K là 9 nhân 10 mũ 9 này. Đúng chưa? Tiếp tục, trong ngoặc sẽ còn lại điều gì đây? Trong ngoặc sẽ còn lại điều gì đây? E1 E1 thì nó sẽ ứng với Q1 đúng không? Mà Q1 chúng ta có rồi đây, Q1 là 2 nhân 10 mũ trừ 6 đúng không? Ta thay số luôn. 2 nhân 10 mũ trừ 6 chia cho cái R, nhớ này, đây là E1 thì R nó là khoảng cách từ điện tích Q1 tới điểm M đoạn này đây. Từ điện tích Q1 tới điểm M, đúng chưa? Mà M là trung điểm của AB, rõ ràng AB để bài cho là 25, AB để bài cho là 25 thì rõ ràng mỗi bên nó sẽ là 12,5. 12,5. Đúng chưa? Vậy lưu ý này, lưu ý nhớ thằng R ở đây, nhớ này, cái thằng R ở đây đơn vị phải là mét, phải là mét. Vậy làm ơn đổi luôn đi, 12,5 cm mà đổi ra mét là 0,015. Tất cả bình phương 0,015. Tất cả bình phương. Đúng chưa? Tất cả bình phương. Xin lỗi nha, cái này là 0,125, 0,125, 0,125.
bình phương được chưa? Cộng với E2, lưu ý này, chúng ta đã lấy độ lớn lên rồi, lưu ý này, thằng EQ2 này, thằng Q2 đây đúng không? Đây thằng Q2 này. Ở trong cái lúc này là độ lớn rồi, nên khi tính toán ấy, chúng ta bỏ cái dấu trừ đi luôn để cho nó nhanh. Cộng với này, 4 nhân 10 ngũ trừ 6, đúng chưa? Các bạn chia cho khoảng cách giữa Q2 và điểm M thì nó là đoạn này với đoạn này. Đúng không? Vẫn là đoạn này. Đó đoạn này. Thì đoạn này vẫn là 12,5 đúng không? Thì chúng ta chia cho 0,0125, được chưa? Tất cả bình phương. Đó, được chưa các bạn? Thì đến đây các bạn hãy tìm ra được M, các bạn hãy tìm ra ngay được M. Các bạn suy ra này. M bao nhiêu nào? Các bạn ơi, comment kết quả lên M bao nhiêu nào? Nào, M các bạn tính ra bao nhiêu? Các bạn cầm máy tính lên bấm đi. Nào, các bạn cầm máy tính lên bấm đi. Các bạn lưu ý này, khi các bạn tính toán hết, các bạn đừng có để một cái số nó khá là dài, nó khá là dài. Các bạn lưu ý này, khi các bạn tính toán ra hết thì các bạn tính ra một số là 3, 4, đúng không? 3, 4, 5, 6, 5, 6, mấy con 0 nhỉ? 3 con 0 đúng không? 3 con 0, đó, rất là dài này, nhưng mà trong đề thi nó sẽ không có số mũ ở đâu. Được chưa bạn? Vậy đã dạy các bạn cách đổi rồi, đúng không? Đã dạy các bạn cách đổi rồi, thì bạn phải rút gọn bớt cái thằng này lại. Được chưa? Bạn sẽ thường lấy một số phẩy thôi, tức là trong lần này nếu lấy ấy, là 3,456, 3,456, được chưa? Các bạn nhân với cả 10 ngũ 6, vôn trên mét. Đó, 3,456 nhân 10 ngũ 6 vôn trên mét. Bấm nó cũng rất là nhanh luôn, nó không có điểm nào quá khó cả. Đây bạn nhìn này. 9 nhân 10 ngũ 9 này, 9 nhân 10 ngũ 9 này. Được chưa? Các bạn nhân này. Phân số là 2 nhân 10 ngũ trừ 6 này. Chia cho 0,125 này. Đúng chưa? Cộng với 4 nhân 10 ngũ trừ 6. Các bạn cũng chia cho 0,125 bình phương. Đúng chưa? Ấn bằng một cái. Đó, bạn nhìn ra một số rất to đúng không? Lưu này. Đề thi nó không có số này đâu, nên dạy các bạn rồi. Trong máy tính của bạn ấy, nó có cái nút NG. Có cái nút NG đúng không? Thì làm ơn ấn vào NG. Đó, ra ngay là 3,456 nhân 10 ngũ 6. Nhắc lại nhá, đừng bao giờ để một số mũ nó to và ấn, nhớ là ấn vào chỗ NG. Cái chữ NG để các bạn đổi ra dạng số mũ, hàm số mũ. Được chưa? Phải lưu ý vào. Nào, nếu các bạn đã xong thì các bạn comment. Nào, nếu các bạn đã bấm ra đúng kết quả thì tất cả các bạn comment cho anh chữ OK lên. Các bạn comment cho anh chị OK lên để chúng ta chuyển sang câu B. Câu B nào. Nào, xong thì comment cho anh cái chữ OK lên để chúng ta chuyển sang câu B. Chúng ta chuyển sang câu B. Các bạn làm ơn nhớ này, ở đây nó không giống như ở trên lớp được, nên anh chỉ có thể tương tác với các bạn bằng cách anh hỏi các bạn. Nếu anh thấy các bạn đều comment lên rồi thì sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Nên các bạn không mất nhiều thời gian để các bạn cho cái chữ OK lên cho anh đâu. Được chưa? Đó là cách tương tác duy nhất của chúng ta bây giờ. Các bạn cố gắng tương tác anh vào để buổi học của chúng ta nó hiệu quả hơn. Các bạn nhớ vào nhé. Nào, câu B này. Câu B này. Tại điểm N. Câu B nhá. Tại điểm N. Tại điểm N. Được chưa? Tại điểm N. Với NA là 10 cm, được chưa? NB là 35 cm, 35 cm. Đó, tại điểm N, được chưa? Tại điểm N với NA là 10 cm và NB là 35 cm. Các bạn ơi, có thẳng hàng không? Các bạn ơi, nào các bạn từ từ làm đã, có thẳng hàng không? Nào các bạn thử comment cho anh là có thẳng hàng không? Chưa cần làm đã, cái định hướng khi các bạn gặp một bài tập rất quan trọng. Bạn nhìn này. Nhìn bảng cách, thứ nhất là 25, thứ hai là 10, thứ ba là 35. Nào, ba cái khoảng cách này cộng lại có bằng nhau không? Nào, anh thử hỏi các bạn comment lên là trong tình huống này có thẳng hàng hay không? Chắc chắn thẳng hàng, vì sao? Vì 25 cộng 10 là 35 thì rõ ràng trong tình huống này là thẳng hàng nhau. Rõ chưa? Rồi, bắt đầu làm.
Chúng ta vẫn phải vẽ hình ra và tất cả đều phải vẽ hình ra thì mới làm được đúng không? Hai phút thôi nhá. Bạn nào dễ quả thì nhớ comment lên nhá. Nào các bạn ơi, điểm nào sẽ để nằm giữa bạn nhỉ? Điểm nào sẽ để nằm giữa nào các bạn ơi? Các bạn ơi, điểm nào sẽ để nằm giữa này các bạn nhìn này. Đúng chưa? Bạn nhớ này, chúng ta có rất rõ là NA, đúng chưa? Chúng ta cộng AB, đúng chưa? Chúng ta cộng AB và chúng ta có là bằng NB, đúng không? NB. Vậy rõ ràng trong trường hợp này, ba điểm NAB thẳng hàng. NAB thẳng hàng. NAB thẳng hàng. Và điểm nào sẽ điểm giữa nào? Rõ ràng trường hợp này để thỏa mãn điều kiện này đúng không? Để thỏa mãn điều kiện là NA cộng AB bằng NA cộng AB bằng NB thì chắc chắn là điểm A sẽ phải điểm giữa, được chưa? Và A nằm giữa. A nằm giữa, đúng chưa? Rồi chúng ta vẽ hình nhanh ra. A vẫn là dấu cộng đúng không? Đây. B nó vẫn là dấu trừ như này, đúng chưa? Và cái điểm M lưu ý này, cái điểm M nó nằm ở đây này. Điểm M nằm ở đây này, à điểm N ở đây nhá, điểm N nằm ở đây này. Đó, các bạn lưu ý vào. Được chưa? Được chưa? Thì bạn tại điểm N nó vẫn chịu tác động của hai vector, được chưa? E1 do Q1 tác động lên, các bạn nhìn này. Q1 là dương thì nó sẽ là đẩy hướng ra như này. Được cho bạn, đây là E1. Đây là E1. Được chưa? Còn là Q2 nó âm, thằng Q2 nó âm. Được chưa bạn? Lên rõ ràng là nó sẽ hút lại, đúng không? Hút lại như này. Hút lại. Nó hút lại như này. Đó, đây nó là E2. Đây nó là E2. Được chưa bạn? Nào, rõ ràng trong trường này là hai cái thằng này cùng phương và ngược chiều đúng không? Cùng phương và ngược chiều. Đó, cùng phương ngược chiều thì rõ ràng là vector cùng phương ngược chiều rõ ràng là vector n đúng không? N sẽ bằng trị tuyệt đối của E1 trừ E2 trừ E2. Đúng chưa? Đặt chung k ra ngoài và trong ngoặc sẽ còn lại là 9 nhân 10 mũ 9 này. Nhớ là đây là độ lớn nhá. Q1 của chúng ta là 2 nhân 10 mũ trừ 6. E1 bạn lưu ý nhé, E1 thì là gì? Nhớ ở đây là E1 thì trên tử là Q1 và khoảng cách chính là khoảng cách từ Q1 tới điểm N. Đúng không? Từ Q1 tới vị trí điểm N nó chính là AN này, nó chính là AN. Đúng không? Mà AN đề bài cho chúng ta rồi là bằng 10 cm và đổi luôn chia cho 0,1 bình phương. Trừ đi thằng Q2 là nhớ là lấy độ lớn rồi nhá thì đừng có lấy -4 lưu ý này. Ở đây rõ ràng là độ lớn của Q, đúng chưa? Thì khi tính toán làm ơn bỏ cái dấu âm đi và chúng ta chỉ viết là 4 4 nhân 10 mũ -6 thôi chứ đừng có cho -4 vào đây là sai nhá. Nếu mà cho -4 đây ấy, nó phải độ lớn như này này, nó mất thời gian ra, bạn hiểu vấn đề không? Bạn hiểu là chúng ta dùng độ lớn lên chúng ta bỏ một cái dấu trừ ở trước điện tích đi. Được chưa? Và trường này các bạn lại chia cho ở trên tử là Q2 thì dưới mẫu nó phải là khoảng cách từ Q2 tới điểm N nó chính là đoạn này. Đấy đoạn đỏ anh kẻ này đúng không? Khoảng cách từ Q2 tới điểm N đoạn này. Đúng chưa? Thì đó chính là NB. Mà NB để bài cho rồi là 35 cm tức là 0,35 bình phương. Chưa? Nó gọi lưu ý vào. Và khi các bạn tính toán chính xác ấy
Nào, chúng ta cố gắng nhá, không dạy tính toán đâu. Khi các bạn tính toán chính xác ấy thì n của các bạn sẽ tính ra là 1,51. 1,51, được chưa? Nhân với cả 10 ngũ 6 vôn trên mét, vôn trên mét. Vôn trên mét. Được chưa? Nào, nếu các bạn tính đúng ra này thì các bạn comment cho anh chữ ok lên. Nào, nếu các bạn tính ra cái này rồi thì các bạn comment cho anh chữ ok lên nào. Nào các bạn ơi, các bạn cố gắng tương tác với anh ấy nhá, chứ không phải là anh hỏi chỉ có một vài bạn comment lên đâu. Được chưa? Thì cường độ điện trường tại điểm N sẽ là 1,51 nhân 10 ngũ 6 vôn trên mét. Được chưa? À, ổn không nhỉ? Ra thế nhỉ? Sau đó anh sẽ có một câu hỏi hỏi các bạn như sau. Nào, sẽ có một câu hỏi này. Các bạn thử suy nghĩ và các bạn trả lời nhá. Một câu hỏi đặt ra như sau. Được chưa? Anh hỏi các bạn này. Anh hỏi bạn này, vector n. Anh hỏi các bạn một điều này, vector n sẽ được chưa? Sẽ cùng chiều với vector nào? Nào, suy luận đi. Nào, anh hỏi bạn nhá, vector n được chưa? Sẽ cùng chiều với vector nào? Đây chỉ là cái kiến thức của lớp 10 thôi. Được chưa? Bạn lưu ý này, vector n là vector tổng hợp của vector m1 và vector m2. Và trong tình huống này, vector m1 và vector m2 là hai vector cùng phương và ngược chiều. Đúng chưa? Vậy câu hỏi đặt ra cho bạn là cái vector n được chưa? Sẽ cùng chiều với vector nào? Nào, cùng chiều với m1 hay cùng chiều với e2? Nào, anh hỏi bạn cùng chiều với vector nào, tức là sẽ cùng chiều với e1 được chưa, hay cùng chiều với e2? Nào, cùng chiều với e nào thì các bạn phải tính ra, các bạn phải tính toán ra, được chưa? Nào, làm đi, comment lên. Nào, sẽ cùng chiều với e nào? Nào, sẽ cùng chiều với e1 e2. Các bạn lưu ý nhé, thằng M1 đúng không? Cái thằng M1 ấy, bạn tính bao nhiêu là 9 nhân 10 ngũ 9 này. Thằng M1 nếu bạn tính ra nó là 1,8 nhân 10 ngũ 6, đúng không? Còn thằng E2, lưu ý này, cái thằng E2 này nếu bạn tính ra ấy, thì nó sẽ là bao nhiêu đây? Thằng E2 nếu các bạn tính ra ấy, thì nó sẽ xấp xỉ khoảng tầm 2,74 rồi. 2,74 nhân 10 ngũ 6. À, 2,78 nhé. 2,78 nhân 10 ngũ 6. 2,78. Được chưa? Nhân 10 ngũ 6. Thì các bạn nhìn rõ ràng này. Các bạn nhìn rõ ràng này. Cái độ lớn của E2 nó đang lớn hơn E1. Độ lớn của E2 đang lớn hơn E1. Đúng chưa bạn? Thì rõ ràng là chúng ta học rồi, cái thằng n là hợp lực của hai thằng e này, mà hai thằng e này nó cùng phương ngược chiều nên chắc chắn là cái vector tổng hợp nó sẽ có chiều của thằng vector với độ lớn lớn hơn. Trong trường hợp này, vector e2 đang có độ lớn lớn hơn vector e1, rõ ràng là n nó sẽ cùng phương cùng chiều với cái vector có độ lớn lớn hơn, đó chính là vector e2. Lên trong hình này là anh đang vẽ bị lệch tỷ lệ để xíu. Cái đây bạn nhìn này, anh xóa bớt đi nhá. Đây đây anh có này, đây là E1 này, E2 nó dài hơn các bạn đúng không, E2 nó sẽ dài hơn như này. Các bạn lưu ý nhá, E2 nó sẽ dài hơn như này, đúng chưa? Và là N chúng ta vẽ này, đây thằng N như này này, N nhớ này là N thì vẽ này này, nó ở đây này, nó nằm đây này, nó sẽ cùng chiều với thằng E lớn hơn đây, N này. Đó, hình dung không? Để cho các bạn, đó là N. Để cho, các bạn lưu ý để vào cho anh nhá. Để cho. Thì đó là câu B của chúng ta, đó chính là câu B của chúng ta. Để cho gì? Đây là cái câu hỏi ngoài lề nhá, nhiều khi trong đề thi ấy, người ta không chỉ hỏi các bạn độ lớn,
mà người ta hỏi các bạn cái chiều của vector cường độ chuyển tổng hợp nữa, thì bạn lưu ý cho anh điều này vào, được chưa? Đó là câu B. Nào, tiếp tục chúng ta đến câu C. Câu C nhá, đến câu C này. Tại điểm O, nào đến câu C này, tại điểm O. Tại điểm O với OA là 10 cm. OB là 15 cm. Tại điểm O, để cho tại điểm O. Tại điểm O với OA là 10 cm và OB là 15 cm. Làm đi. Chỉ 2 phút thôi nhá. Đừng ngồi chép chép vào nhá. Hãy nhìn một cái biết thẳng hàng không? Có 3 chỉ số này. Đây là AB đề bài cho bạn là 25 rồi này. Đó, bạn nhìn xem có thẳng hàng không? Đã dạy các bạn tất cả các mẹo rồi để các bạn có thể làm được bài toán này nhanh nhất có thể. Nào, kết quả là gì nhớ comment lên nhá. Kết quả là gì nhớ comment lên, và mỗi câu chỉ giải quyết trong thời gian gần 1-2 phút thôi. Chưa, tính toán các thứ phải chuẩn lên. Chứ ngồi học thì đừng có chỉ có chép đợi chữa thôi. Anh cho các bạn đủ thời gian để các bạn có thể tự làm được. Lưu ý nhá, muốn học tốt thì nên phải tự làm. Được chưa? Nào, kết quả là gì các bạn nào? Kết quả là gì? Kết quả là gì nào? Thì chúng ta có này, vì ô A cộng OB đúng chưa? OA cộng OB bằng AB bằng AB bằng AB đúng chưa? 10 cộng 15 bằng 25 đúng chưa? Lên rõ ràng là ba cái điểm này thẳng hàng đúng chưa? OAB thẳng hàng. OAB thẳng hàng đúng chưa bạn? Và điểm O nằm giữa, O nằm giữa. O nằm giữa, đúng chưa? O sẽ điểm nằm giữa. Đó. Thì chắc chắn các bạn phải vẽ hình thôi, không có cái quách nào khác ngoài vẽ hình cả. Đúng chưa? A này, B này, điểm O là điểm nằm giữa và cách điểm A là 10. Đây. Điểm O nằm đây. Được chưa? Chúng ta lại phải thể hiện hình vào, được chưa? Một thằng dương, quy một dương thì nó hướng ra như này. Nó hướng ra như này. E1 đây. Đúng chưa? E2 lưu ý này, Q2 thì nó âm thì E2 nó phải hướng vào như này. Đó, đúng chưa các bạn? Được chưa? Thì rõ ràng các bạn sẽ nhìn thấy thật nhanh luôn là hai cái vector này cùng chiều nhau rồi đúng không? Nó cùng chiều nhau. Nó cùng chiều nhau rồi thì rõ ràng cái EO nó bằng E1 cộng E2, cùng chiều mà, cùng chiều là cộng luôn.
Được chưa các bạn? Thay số đi. Thay số vào, nhóm chung ra là 9 nhân 10 ngũ 9 này. Được chưa? Quy 1 là 2 nhân 10 ngũ trừ quy 1 là 2 nhân 10 ngũ trừ 6. Chia đôi khoảng cách từ quy 1 tới điểm O nó chính là AO. Đây, khoảng cách từ quy 1 tới điểm O nó chính là AO. Đúng chưa? Và chúng ta chia cho AO người ta cho là 10 đổi là 0,1 bình phương. Cộng với Q2 thì là 4 nhân 10 ngũ trừ 6. Đúng chưa? Dưới mẫu là khoảng cách từ Q2 tới điểm O là đoạn OB. Khoảng cách từ Q2 tới điểm O chính là đoạn OB. Được chưa các bạn? OB. OB ra cho bạn là 15, đổi ra là 0,15 bình phương. Đó, ấn ra. Đúng chưa? Ấn ra. Thì ở đây nếu các bạn tính chính xác ấy, thì nó sẽ xấp xỉ là 3,4. Nhân với cả 10 ngũ 6 volt trên mét. Được chưa? Đó là câu 30, đó là câu C. Được chưa? Nào, tiếp tục là câu D. Tiếp tục là câu D này. Câu D. Tiếp tục là câu D nhá. Câu D. Câu D này. Câu D là chúng ta xét tại điểm B. Xét tại điểm B. Được chưa? Xét tại điểm B. Được chưa? Xét tại điểm B. Người ta cho các bạn là BA là 15 cm. BB bằng 20 cm. Đó, cho bạn là BA bằng 15 cm, BB bằng 20 cm. Và các bạn có thằng AB. Thằng AB thì ta cho bạn là 25. AB là 25. Nào, comment lên Ngọc Anh. Nào, comment lên Ngọc Anh trước khi làm để định hướng tốt bài toán này. Có thẳng hàng hay không các bạn ơi? Comment lên cho anh nào. Có thẳng hàng hay không? 15, 20, 25. Có thẳng hàng các bạn ơi, comment nào. 15 này, 20 này, 25 này, có thẳng hàng không? Nào, comment lên hộ anh có thẳng hàng hay không. Bạn lưu ý nhé, không thẳng hàng vì sao? Vì chúng ta không thấy hai thằng cộng lại bằng thằng còn lại thì chắc chắn không thể thẳng hàng được, đúng không? 15 cộng 20 là 35 cơ, làm sao bằng 25 được? Lên không thẳng hàng. Vậy khi không thẳng hàng, chúng ta phải thử xem có vuông góc không. Làm đi nhá. Nào, đáp án là kết quả chưa? Nó có vuông góc các bạn nhỉ? Nó có vuông góc các bạn ơi, nó có vuông góc không? 15, 20, 25 xem nó có vuông góc không. Đúng rồi, nó sẽ có vuông góc nhá, lưu ý vào. Thì các bạn thử một cái rất đơn giản là sẽ ra vuông góc ngay này. Đúng không? Bạn nhớ này. Rõ ràng trong trường này bạn cứ làm, bạn lưu ý nhá, vuông góc phải xem có vuông góc tại điểm B không nhá. Các bạn lưu ý vào, được chưa? Bạn nhìn này. Chúng ta lấy BA bình, chúng ta lấy BA bình.
Đúng chưa? Chúng ta cộng với cả BB bình, B bình. Đúng không? Thì rõ ràng bạn nhìn này, 15 bình cộng 20 bình là 625. 625 thì nó chính là 25 bình phương. Vậy rõ ràng là BA bình cộng BB bình bằng AB bình. Hai bình. Hai bình. Được chưa bạn? Thì rõ ràng trong này bạn suy ra là cái tam giác, cái tam giác. Cái tam giác. Được chưa? Đây, cái tam giác của chúng ta A, B, B. Được chưa? Vuông tại B. Vuông tại B. Vuông tại B. Được chưa? Tam giác của chúng ta vuông tại B. Đó. Bạn lưu ý này, khi nó vuông tại B rồi, thật ra bạn chẳng cần phải vẽ hình ở đâu. Đúng không? Bạn nhìn này. Đây, thì vẽ cho bạn hiểu nhé. Thật ra chúng ta không cần vẽ hình vì sao? Vì nó vuông rồi, chắc chắn sẽ xảy ra đặc biệt thôi, đúng không? Bạn nhìn ở đây, bạn nhìn nhá, điểm M ở đây này, điểm P ở đây này. Bạn nhớ góc này góc vuông này, nó vuông đây. Giờ bạn lưu ý nhá, ở đây là phải vuông tại điểm B nhá. Bạn lưu ý này, có rất nhiều tình huống bị bẫy này, có rất là nhiều tình huống bị bẫy. Bạn lưu ý là chúng ta cần phải xét là xét vuông tại điểm chúng ta đang xét. Chúng ta xét ở đây là xét điểm B, thì ở đây tam giác này nó vuông tại điểm B cơ nhá, để cho vuông điểm B này. Giờ bạn lưu ý vào. Thì ở đây thì chúng ta không cần phải quá vẽ hình vì sao? Rõ ràng ở đây chắc chắn này là EB sẽ bằng căn bậc 2 của E1 bình cộng E2 bình. Đó, E2 bình. Nghĩa ra 24 nó vuông góc mà, nó vuông góc mà, đúng không? Đây vuông góc này, hướng ra này. Hướng vào này. Đấy, nó vuông góc mà. Để chờ bạn, nó vuông góc. Đó, bạn lưu qua. Được chưa? Nào, chúng ta lại thay số vào. Rất là dài luôn này, cái này rất là dài luôn này, thay số vào nhá, thay số vào. Nào, 9 nhân 10 ngũ 9 quy 1 là 2 nhân 10 ngũ trừ 6. 20 trừ 6. Được chưa? Chia cho gì đây? Chia cho khoảng cách từ Q1 tới điểm B là từ A đến B này, đúng chưa? Từ Q1 tới điểm B đoạn này, đúng chưa? Thì đó chính là PA. PA là 15 đổi ra là 0,15 bình phương. Tất cả bình cộng với 9 nhân 10 ngũ 9. Q2 là 4 nhân 10 ngũ trừ 6. Chia cho khoảng cách từ Q2 tới điểm B nó chính là PP. Rồi. Khoảng cách từ Q2 tới điểm P chính là PP, đúng không? Mà PP là 20 cm, tức là chia ra 0,2 bình phương tất cả bình. Được chưa? Nào, tính đi xem ra bao nhiêu nào. Tính toán đi nhá. Nếu các bạn tính chuẩn ấy, nếu các bạn tính chuẩn ấy thì bạn lại tính ra được thằng EB này, thằng EB này. Thằng EB nếu các bạn tính chuẩn ấy thì các bạn sẽ ra là 1,1,20404 nhân 10 ngũ 6, 10 ngũ 6 vôn trên mét, vôn trên mét. Đó. 1,204 nhân 10 ngũ 6 vôn trên mét, vôn trên mét. Trên mét. Nào các bạn ơi, các bạn có ra kết quả này không nhỉ các bạn ơi? Các bạn có ra kết quả này không? Các bạn ra kết quả này thì các bạn comment cho anh chỗ ok đấy nhá. Ủa xin chào các bạn ơi, xong chưa nhỉ? Nào, comment cho anh chị ok lên nhá. Được chưa? Đó là câu D. Ổn không nhỉ? Ổn không? Nào, nếu tất cả các bạn đã ra kết quả này rồi thì các bạn comment cho anh cái chữ ok lên. Để chúng ta chuyển sang ví dụ 2, khó hơn tí này, ví dụ 2. Nào, câu D xong chưa? Ví dụ 2 nhá. Ví dụ 2 này. Cho hai diện tích, bạn lưu ý này. Ở trong bài tập người ta có thể ghi Q to hoặc Q nhỏ đều được hết. Nhưng bạn lưu ý này, khi đã liên quan tới vector cường điện trường rồi thì nó bạn nhiều hiểu này. Dù ký hiệu là Q to hay Q nhỏ thì nó đều mang ý nghĩa là diện tích điểm. Bạn lưu ý vào cho anh nhá. Được chưa? Nào, ví dụ 2 này. Cho hai diện tích Q1 là 2 nhân 10 ngũ trừ 8 coulomb.
Cho hai điện tích Q1 là 2 nhân 10 ngũ trừ 8 coulomb. Và Q2 cũng là 2 nhân 10 ngũ trừ 8 coulomb. Cho hai điện tích Q1 là 2 nhân 10 ngũ trừ 8 coulomb và Q2 cũng là 2 nhân 10 ngũ trừ 8 coulomb. Đặt tại hai điểm A và B cách nhau là 3 cm. Đặt tại hai điểm A và B cách nhau là 3 cm, 3 cm. 3 cm. Được chưa? Tại điểm nào câu hỏi này xác định vector cường độ điện trường, xác định vector cường độ điện trường, được chưa? Tại điểm C, tại điểm C. Xác định vector cường độ điện trường tại điểm C. Với CA để bài cho bạn là bằng 3 cm, CA là 3 cm. Được chưa? Và CB là 6 cm, 6 cm. Nào, bắt đầu làm. Được chưa? Xác định vector cường điện trường tại điểm C với CA là 3 cm và CB là 6 cm. Nào, trước khi làm bật mạnh mẽ lên này, anh hỏi bạn là trước khi làm bật mạnh mẽ lên, ba điểm CAB có thẳng hàng không? Nhìn bao khoảng cách? 3, 3, 6, có thẳng hàng không? Nào, có thẳng hàng không? Comment lên là các bạn ơi. 3, 3, 6 có thẳng hàng hay không? Nào, comment lên, chưa cần làm vội nhá. Phải định hướng trước, có thẳng hàng không nhỉ? Nhìn cái biết ngay chắc thẳng hàng thì sao? Vì 3 cộng 3 bằng 6 mà thẳng hàng mà, đúng không? Đó, lưu ý qua. Làm đi. Câu này thì nó vẫn chưa có gì quá khó cả, được chưa? Vì nó vẫn giống như ví dụ 1 thôi. Sang đến câu B, câu C thì nó sẽ khó một tí xíu. Nào, kết quả của chúng ta là gì các bạn? Lưu ý nào, kết quả của chúng ta là gì đây? Comment lên nhá. Ai ra kết quả thì nhớ comment lên, được chưa? Bạn nhớ này. Rõ ràng các bạn có một cái điều là chúng ta có là CA. Nào, comment lên nhá, CA này, CA. Chúng ta cộng AB, đúng không? Chúng ta có là bằng CB, CB. Nên chắc chắn thằng hàng này, và bạn lưu ý là trong trường này điểm nào sẽ điểm nằm giữa? Điểm A nằm giữa nhá, A nằm giữa. A nằm giữa. A nằm giữa, được chưa? A sẽ nằm giữa, cẩn thận bị nhầm nhá, cẩn thận bị nhầm ấy, được chưa? Rồi. A là điểm nằm giữa này, đúng chưa? Rồi, bạn nhìn A này, A mang điện tích là dương đúng không? Dương. B cũng là dương. Rồi. Tại điểm B cũng đạt điện tích là dương như này. Được chưa? Và bên điểm C, điểm A nằm giữa, điểm C nằm đây này, cái điểm C nằm đây.
Ra vẽ hình nhanh bạn. Đó. Thế bạn nhìn này, dương dương với hai thằng này cùng dương đúng không? Hai này cùng dương thì rõ ràng là gì? Thằng này tại đây dương là đẩy ra đúng không? Đây lưu ý này, đây nó là M1. Đúng chưa? Q2 cũng dương lên nó cũng đẩy ra như này. Đó, đây là E2. Được chưa bạn? Thì các bạn nhìn rõ ràng là hai cái vector này đang cùng chiều nhau. Rõ ràng là hai cái vector đang cùng chiều nhau đúng không? Thì bạn suy ra ngay. Vector EC nó cùng chiều mà thì nó sẽ bằng vector E1. À, bằng E1 cộng E2 luôn, cộng E2. Cộng E2. Được chưa? Làm ơn đặt chung ra ngoài ra có 9 nhân 10 ngũ 9. Trong ngoặc sẽ còn lại là Q1 là 2 nhân 10 ngũ trừ 8. Và chia cho khoảng cách từ Q1 tới điểm C nó chính là AC. Đây, khoảng cách từ Q1 tới điểm C chính là AC, đúng không? Chính là AC. AC để bà cho bạn là 3 cm, đổi ra là 0,03 bình phương. Cộng với cả Q2 là 2, cộng E2 này, thì còn lại Q2 là 2 nhân 10 ngũ trừ 8 này. Và dưới mẫu là chia cho khoảng cách từ Q2 tới điểm C nó chính là CB. Đây, khoảng cách từ Q2 tới điểm C nó chính là CB. Mà CB thì bà cho là 6 đúng không? Chúng ta đổi là 0,06. Tất cả bình phương. Vậy kết quả của chúng ta là gì nào? Kết quả của chúng ta là gì đây? Là các bạn bấm đi rồi các bạn comment lên cho anh. Kết quả là gì nào? Kết quả là gì nào? Nếu các bạn tính chính xác ấy, thì không nhầm nó sẽ là 2,5 2,5 nhân với cả 10 ngũ 5 vôn trên mét, vôn trên mét. Vôn trên mét. Đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? Đúng không bạn ơi? Nếu các bạn tính chính xác ấy, nó sẽ là 2,5 nhân 10 ngũ 5 vôn trên mét. Đúng không nhỉ? Nào, đúng thì cho cái chữ ok lên cái nào các bạn ơi. Nào, các bạn ơi, các bạn có tính đúng này không nhỉ? Nhớ nhé, các bạn tính đúng thì các bạn cho anh cái chữ ok lên nhá. Được chưa nhỉ? 2,5 nhân 10 ngũ 5 vôn trên mét. Vôn trên mét. Được chưa? Nào, câu A xong nhá, nó cũng không quá khó đúng không? Nó không quá khó. Bạn lưu ý vào. Nào, tiếp tục này. Câu B này. Câu B này. Câu B nó khó hơn này. Lưu ý này, câu B nó khó hơn nhá. Bạn lưu ý này, câu B khó hơn này. Câu B này, tại điểm D, tại điểm D, thuộc đường trung trực, nhớ này, tại điểm D thuộc đường trung trực của AB. Đó, tại điểm D thuộc đường trung trực của AB và cách trung điểm của AB một đoạn là 1,5 cm. 1,5 cm. Thì vậy rõ ràng là trong cái tình huống này nó không còn thẳng hạng đâu nhá. Vì bây giờ điểm D nó thuộc đường trung trực. Thuộc đường trung trực của AB và cách trung điểm của AB một đoạn là 1,5 cm. Đó. AB thì nó vẫn là bằng 3 cm. Làm đi nào. Khó hơn rồi nhá, khó hơn rồi nhá, tập trung vào. Nào, thời gian làm cũng chỉ là 2 phút thôi. Xem bạn nào làm ra được câu này nào. Vẽ hình ra nhá.
Nào, đáp án nào ra kết quả chưa nhỉ? Đáp bạn nào làm ra kết quả chưa? Nào, đáp án nào làm ra kết quả chưa nhỉ? Chắc chắn trong trường này nó không thẳng hàng nhé, các bạn lưu ý vào được chưa? Nào, vẽ hình này, vẽ hình cùng anh nhá, được chưa? A này. Hai thằng này đều mang điện tích là dương đúng không? Là dương. Đấy, B này, thấy chưa? Giả sử gọi trung điểm là điểm O nhá. Giả sử gọi trung điểm O này. Và bây giờ rõ ràng là điểm D thuộc đường trung trực của AB. Đó, đây lưu ý này, đây. Đây nó sẽ là cái đường trung trực này, đây bạn nhớ này, đây là đường trung trực này. Đây, anh vẽ đường trực bạn xem nhá. Đúng không? Đây, điểm D nó sẽ thuộc cái đường này, được chưa các bạn? Và trong trường này ta cho các bạn rất rõ là điểm D cách cách trung điểm của B, tức là cách O. Nhớ này, trung điểm của AB là điểm O nhá. Cách O một đoạn là bằng 1,5 cm. Đây, điểm D nằm đây. Đây điểm D. Điểm D nằm đây. Nào, đáp án nào kết quả cho nhỉ? Điểm D nằm đây này. Điểm D nằm đây, đúng chưa? Và người ta yêu cầu các bạn là tính cường độ điện trường tại điểm D, đúng không? Tính cường độ điện trường tại điểm D. Tại điểm D. Nào, đáp bạn nào làm ra kết quả chưa? Nào, đáp bạn nào là kết quả thì cho cái chữ kết quả lên nào. Nào, các bạn nhìn để ý một tí xíu này, các bạn để ý một tí xíu, các bạn sẽ nhìn có một đặc biệt này, bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn này, rõ ràng O là trung điểm AB đúng không? Tức là đoạn này bằng nhau này, cái đoạn này bằng nhau. Đúng chưa? Mà AB của các bạn là bằng bao nhiêu đây? AB của bạn là 3 cm, bạn nhìn nhá. AB là 3 cm thì rõ ràng trong trường này OA bằng OB là 1,5. 1,5. 1,5. Đúng chưa? Mà bây giờ D, bạn lưu ý này, người ta cho rất rõ là D cách trung điểm của AB một đoạn cũng là 1,5 này, nhìn lại D đây nhá. D cách trung điểm của AB một đoạn là 1,5, tức là cái đoạn màu đỏ đỏ này này nó là 1,5, đúng không? Thế là có này, cái này là 1,5 này, 1,5. 1,5, đúng chưa? Thì rõ ràng cái cạnh này lại bằng tiếp này, đây, đó, cái này lại bằng thằng này. Đúng không? Nào, anh thử các bạn, tam giác, nào, các bạn thử comment lên cho anh biết này. Các bạn thử comment lên cho anh biết là tam giác AOD là tam giác gì các bạn nào? Các bạn comment cho anh biết nào. Chúng ta chưa cần phải vẽ hình vội, được chưa? Nào, các bạn thử comment cho anh biết là cái tam giác, được chưa? AOD là tam giác gì? Nào, comment lên. Nào, các bạn comment lên cho anh biết đây là tam giác gì nào? Đây là tam giác vuông nhưng rõ ràng nó có OA bằng OD đúng không? OA nhìn này, rõ ràng ở đây. Nhìn này, OA là 1,5, OD cũng là 1,5, đúng chưa? Vậy đây nó là tam giác vuông cân. Vuông cân, được chưa? Vuông cân tại O. Được chưa? Vuông cân tại điểm O, thì các bạn lưu ý này, rõ ràng này, vì nó là tam giác vuông cân đúng không? Lên góc này. Được chưa? Và góc này đều là 45 độ, đúng chưa? 45 độ, đó, tùy thứ nhất vuông cân mà đúng không? 45, nào, tiếp tục này, comment lên, anh hỏi các bạn nhá, góc này là 45 rồi, thì cái góc bên này nó là bao nhiêu nào, góc này bao nhiêu nào, các bạn thử comment nào, anh hỏi bạn nhá, cái góc này là 45 rồi, thì anh hỏi bạn góc này bao nhiêu nào, các bạn comment lên, góc màu đỏ đỏ bên này là bao nhiêu nào? Nào, các bạn ơi, anh hỏi bạn này, rõ ràng cái đường DO nhớ này, cái đường DO, cái tam giác DAB nó là tam giác cân đúng không? Mà thằng DO này nó là đường trung tuyến thì nó cũng đóng vai trò là đường phân giác luôn, đường phân giác luôn. Thì rõ ràng lưu ý nhá, cái đường này này, lưu ý nhá, cái đường này này, nó là đường trung tuyến, nó là đường trung trực của một tam giác cân, đúng chưa? Thì cái đường này cũng đóng vai trò là đường phân giác, đóng vai trò là đường phân giác, đúng chưa các bạn? Vậy rõ ràng cái góc này, lưu ý nhá, góc này này, nó cũng sẽ là 45 độ, nó cũng sẽ là 45 độ. Được chưa bạn? Nó cũng sẽ là 45 độ. Đó, lưu ý vào nhá. Lưu ý vào. Giờ, vậy đến đây các bạn sẽ suy ra được ngay một cái điều quan trọng là cái góc ADB trong trường này là bằng 90 độ, là bằng 90 độ. Đó, cái góc ADB trong trường này sẽ là bằng 90 độ, bằng 90 độ. Đây. Tức là góc này sẽ là góc vuông này, bạn lưu ý nhá, góc này sẽ là góc vuông này. Đó, góc này là góc vuông.
Các bạn lưu ý nha, góc này sẽ là góc vuông. Được chưa? Góc vuông. Đó. Thì khi các bạn đã có góc vuông rồi, bạn làm cực kỳ nhanh luôn, bạn làm cực kỳ nhanh luôn. Bạn không cần phải vẽ hình vào, vì sao? Vì nó vuông tại đúng điểm D. Mà điểm D là điểm ta xét, vậy rõ ràng bạn có ngay một điều là ED, ED. Được chưa? Bằng căn bậc 2 của E1 bình, E1 bình cộng với cả E2 bình, E2 bình. Đúng chưa? E2 bình. Được chưa bạn? Mà các bạn tinh ý một tí xíu này. Các bạn tinh ý một tí xíu, bạn có là Q1, Q1 bạn bằng Q2. Bằng Q2 đúng không? Q1 bạn bằng Q2. Tiếp tục này. Khoảng cách từ Q1 tới điểm D là AD. Khoảng cách từ điểm từ khoảng cách từ Q2 đến điểm D nó là A, nó là DB. Mà BD với AD là bằng nhau, là bằng nhau, đúng chưa? Vậy chúng ta có tiếp một điều như sau. Đây, chúng ta có tiếp là AD thì rõ ràng nó bằng BD, BD. Lên đây các bạn suy ra một điều là thằng E1, E1 nó sẽ có độ lớn bằng thằng E2, bằng thằng E2. Đúng chưa? Lên phải tỉnh táo này, làm cho chuẩn này. Vậy rõ ràng là cái này tao viết là bằng căn bậc 2, căn bậc 2. Hai thằng này bằng nhau đúng không? Thì E1 bình cộng E2 bình sẽ bằng 2 lần E1 bình. Một bình. Đó, hiểu không? Thì đây các bạn suy ra ngay ED, bạn căn ra đúng không? Thì sẽ bằng căn 2 E1. Căn 2 E1. Đúng chưa? Căn 2 E1. Sau đó các bạn sẽ triển khai luôn căn 2 này. E1 thì là 9 nhân 10 mũ 9. Q1 là 2 nhân 10 mũ bao nhiêu đây? 2 nhân 10 mũ trừ 8. Chia cho khoảng cách chính là AD. Nào, AD tính ra bao nhiêu nhỉ? Nào, cái này tính bao nhiêu đây? Cái này tính ra bao nhiêu nhỉ? Nó bị lẻ không nhỉ? 1,5 nào, hỏi bạn AD tính như nào nhỉ? AD tính nào đây? Nào, thằng AD tính của gì nào? Đây nhá, tính như AD. AD đúng không? Bằng căn bậc 2 của 1,5 bình phương. 1,5 bình cộng 1,5 bình. Và AD này bạn tính ra nó sẽ là 1,5 căn 2, 1,5 căn 2 cm. Đúng không? 1,5 căn 2 cm. Vậy ta thay vào nhá, ta thay vào sẽ là 0,015 căn 2 tất cả bình phương. Ok chưa? Đó, lưu ý vào. Đúng không nhỉ? Đó, bạn hình dung ra không? Bạn hiểu vấn đề không? Bạn hiểu vấn đề không? Đúng chưa? Và các bạn đã tính toán ra, nếu bạn tính chuẩn ấy, nếu bạn tính toán chuẩn ra ấy, thì các bạn sẽ có kết quả là 4 căn 2, 4 căn 2, 4 căn 2. Được chưa? Nhân 10 mũ 5 vôn trên mét. 4 căn 2 nhá, 4 căn 2. Được chưa? Nhân 10 mũ 5 vôn trên mét. Hiểu không? Nào, có hiểu không? Đúng không nhỉ? Cậu đây có đúng không nhỉ? Các bạn ơi, có đúng không nhỉ? Nếu đúng thì cho một cái chữ ok nào. Đúng không nhỉ? Có đúng kết quả là 4 căn 2 nhân 10 mũ 5 không các bạn ơi? Nào các bạn tính toán đi nha, nó không còn đơn giản như các cái câu trước đâu. Được chưa? Vì cái này nó bắt buộc chúng ta phải dùng toán học một tí xíu đấy. Nào, đúng không? Các bạn ơi, các bạn cố gắng tương tác với anh bằng cách comment lên, được chưa? Các bạn đừng có chỉ chép kết quả vào mà các bạn phải có thời gian để các bạn cầm máy tính lên, các bạn bấm đi. Được chưa? Ok chưa nhỉ? Nào, ok chưa? Ok chưa nào? Nào, chúng ta đến với câu D, đến với câu C nào. Nào, chúng ta sẽ đến với câu C nhá, câu C này. Câu C. Nào, câu C nào. Chúng ta tính cường độ điện trường tại điểm E, cường độ điện trường tại điểm E. Cường độ điện trường tại điểm E. Được chưa? Và trong trường này điểm E cách đều A và B. Rồi, điểm E cách đều A và B. Được chưa? Một đoạn là 3 cm, 3 cm. Đó. Tại điểm E cách đều A và B một đoạn là 3 cm, một đoạn là 3 cm.
Nào, chỉ 2 phút thôi nhá, làm đi, thật nhanh vào. Nào, comment, comment, tam giác gì nhỉ? Tam giác gì nào, các bạn ơi? Lại thêm một cái dữ kiện là AB bằng 3 cm rồi. AB 3 cm rồi. Nào, tam giác gì các bạn ơi? Tam giác ABE là tam giác gì nào các bạn ơi? Chúng ta có ba cạnh EA bằng EB bằng AB bằng AB đúng không? Rõ ràng đây là tam giác đều đều. Đó, lưu ý vào. Tam giác đều, làm đi. Nào, đáp án là gì nào? Comment lên nào các bạn ơi, đáp án là gì đây? Nào, các bạn cùng làm nhá, xem đáp án là gì nào. Làm nhanh tay lên, được chưa? Nó là tam giác đều rồi mà chúng ta có thể giải quyết cực kỳ nhanh luôn, đúng không? Nào, vẽ hình dam tí xíu nhá, vẽ hình dam tí xíu này, vẽ nhanh lên. Hai thằng đều dương, đúng chưa? Hai thằng đều dương, tam giác đều, đúng chưa? Các bạn lưu ý này, dương đúng không? Dương này đẩy này, đẩy này, thai cũng đẩy này. Đúng chưa? Các bạn lưu ý ở đây là hai, nhớ này, hai điện tích của chúng ta bằng nhau, bạn nhớ nhá, hai điện tích chúng ta bằng nhau, nhớ này, đây điểm A này, điểm B này, điểm M này, đúng không? Mà tao đều là hai cái này bằng nhau nữa, hai này bằng nhau nữa, đúng chưa? Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có hai thằng E1, E2 bằng nhau. Điều này là các bạn cần phải nhớ là E1, E1, được chưa? Các bạn bằng E2, bằng E2. Đó, E1 các bạn bằng E2. Đúng chưa? Bằng E2. Đấy, các bạn lưu ý vào. Và rõ ràng bây giờ chúng ta phải dùng cái công thức tổng quát, lưu ý nhá, vì đây là tam đều nên góc này là 60, góc này 60. Vậy rõ ràng cái góc trên này này, góc này này, góc này cũng là bằng 60 vì tính chất đối đỉnh, vì tính chất đối đỉnh đúng không? Vậy các bạn có ngay thằng e như này là e và m nhá, e đúng chưa? Đó, điểm e, thấy chưa? Thì ta có ngay là gì đây? Ta có ngay là e này, đúng chưa? Bằng căn bậc 2 của e một bình cộng với cả e2 cộng e2 bình, đúng chưa? Cộng với 2 lần e1 e2 nhân cốt 60, chưa? Nhân cốt 60, gọi lý với nhá, nhân cốt 60, đúng chưa? Nào, các bạn thấy số ở nhá, e1 e2 làm rất nhanh luôn đúng không? Đây, ta triển khai một tí xíu này, e một bình e2 thay e1 này, e1 bình cộng với cả 2 lần e1, e2 thay e1 đây là e bình này, nhân với cả 1/2
cos 60 là 1 phần 2 đúng không? Vậy rõ ràng chúng ta có là em một bình cộng em một bình cộng thêm một là em một bình nữa, nữa là căn 2 của 3 của 3 em một bình, em một bình. Đúng chưa? Vậy ta có ngay e. Khi bạn phá ra ấy, nó sẽ là bằng căn 3 nhân em 1, em 1. Đó, thay số vào cái ra ngay. Đúng chưa? Căn 3 này, em 1 là 9 nhân 10 mũ 9. Q1 là 2 nhân 10 mũ trừ 8. Đúng chưa? Và chia cho khoảng cách, nó chính là ta bắt đều cạnh 6 là 0, à cạnh 3 0,03 bình phương. Đó, các bạn lưu ý vào. Được chưa? Thì khi các bạn tính chính xác ấy, thì các bạn sẽ tính ra nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Nó là bao nhiêu đây? À, nó là bao nhiêu nào? Khi tính xác ấy, bạn nhớ là khi bạn rút ra này rồi ấy, nó sẽ là 2 căn 3. Được chưa? 2 căn 3 nhân 10 mũ 5. 10 mũ 5. Volt trên mét. Đó, rất đẹp luôn. 2 căn 3. Đúng không? 2 căn 3. Nếu bạn nào mà không biết làm tròn như này, không biết cách suy đoạn ra này này, thì nó sẽ xấp xỉ. Nó sắp xỉ là 3,46. 3,46 nhân 10 mũ 5 volt trên mét. Được chưa? Nào, ok không các bạn ơi ok không? Nếu các bạn đúng kết quả này rồi thì các bạn comment cho anh chữ ok lên. Nào các bạn ơi, các bạn có ra kết quả này không? Ổn không nhỉ? À, các bạn lưu ý vào nhá. Bạn lưu ý đi vào. Ổn không các bạn ơi? Ổn không nhỉ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Là câu D. Câu D này nhá, tính tại điểm F. Câu D này. Tính tại điểm F. Và điểm F này lại cách đều A và B. Đó, điểm F này lại cách đều A và B. Được chưa? Cách đều A và B. Một đoạn bằng 2,5 cm. Được chưa? Câu D là chúng ta tính tại điểm F. Được chưa? Và điểm F này cách đều A và B một đoạn là 2,5 cm. Rồi, thời gian làm cũng chỉ gần 2 phút thôi nhá, làm đi.
Nào, đã bạn nào dễ quả chưa? Đã bạn nào làm dễ quả chưa? Bạn nhớ này, trong trường này chúng ta chỉ có được cái tam giác, bạn nhớ nhé. Bạn nhớ cho anh là trong trường này chúng ta chỉ có một cái điều duy nhất là FA bằng FB đúng không? FA bằng FB thì chúng ta chỉ có thể kết luận cái tam giác ABF. ABF, được chưa? ABF là tam giác cân cân tại F. Cho tam giác cân tại F. Được chưa các bạn? Là tam giác cân tại điểm F. Cái này nó sẽ tính toán nó khó hơn nhé. Bạn lưu ý này, nó sẽ tính toán khó hơn một tí xíu thôi. Chứ chưa phải là khó quá. Vì gần như cái này ở cái chủ đề 1 các bạn học rồi, làm rồi. Đúng chưa? Rồi. Điểm F nằm đây. Rồi, trung điểm đi, điểm O đây. Đúng chưa? Làm ra thì nhớ comment kết quả lên nhá, để cho các bạn nhìn lại đây. Thì trong trường này chúng ta vẫn có một điều là E1, E1. Đúng chưa? Chúng ta vẫn có một điều là E1 bằng E2, bằng E2. Chúng ta vẫn có một điều là E1 bằng E2. Đúng chưa? E1 là bằng E2. Đó, chúng ta gọi cái điểm này là điểm F, điểm F. Cho bạn. Thì trong trường này chúng ta vẫn phải dùng cái công thức tổng quát của chúng ta ấy, nhưng mà bạn lưu ý này, cái góc bậc bởi của chúng ta góc này này, góc này này. Đó, góc này đúng không? Góc này chúng ta gọi là góc alpha. Được chưa các bạn? Thì quan trọng nhất trong trường này, đầu tiên khi các bạn suy luận, bạn có ngay các E1, E1. Được chưa? Bằng E2, bằng E2. Và bằng bạn nhớ là trong trường này là E1 nó bằng E2 thì các bạn nên bấm máy tính, bạn nhớ nhá. Bạn nên bấm máy tính và các bạn lưu nghiệm ở trong máy tính luôn. Được chưa các bạn? Bạn nhớ được này vào. Nào, cái này bạn bấm vào máy tính bạn lưu vào nhiêu nào? Bạn nhớ lưu nghiệm luôn nhá. Lưu nghiệm luôn cho anh vào. Được chưa? Bấm đi, nào, bấm máy tính đi rồi lưu nghiệm vào. Rồi. 9 nhân 10 mũ 9. Được chưa? Nhân với cả 2 nhân 10 mũ trừ 8. 10 mũ trừ 8. Chia cho khoảng cách nó chính là đoạn nào đây? Rồi, khoảng cách thì nó rõ ràng nó chính là bằng EF. Nó chính là FA đúng không? FA là 0,025 bình phương. Đó. Được chưa? Rõ ràng đây bạn lưu nghiệm vào này, được chưa? Đó, còn bạn nào không biết lưu nghiệm ra thì viết nó ra thôi, đơn giản mà đúng không? Thì các bạn sẽ có là 2,88 2,88 nhân 10 ngũ 5 vôn trên mét. Vôn trên mét, được chưa? Lưu nghiệm vào store A, lưu nghiệm là A, được chưa? Đó, dạy các bạn rồi, store A, lưu nghiệm vào A vào. Được chưa? Đó, tắt cái máy tính lên. Nhưng quan trọng nhất bây giờ chúng ta cần phải đi tính cái góc alpha đã, đúng không? Chúng ta cần phải có được cái góc alpha đã. Đúng không? Thì bạn lưu ý này, trong trường này cái góc alpha của chúng ta, bạn lưu ý nhá, góc alpha của chúng ta sẽ bằng góc này, vì tính chất đối định, đúng không? Hiểu vấn đề không? Đó, góc alpha của chúng ta sẽ bằng góc này vì tính chất đối định, mà góc đó chính là góc AFB. AFB, đúng chưa? Tiếp tục này, các bạn nhìn này, cái đường này nó sẽ đóng vai trò đường phân giác, đúng không? Cái đường này sẽ đóng vai trò là đường phân giác, đúng chưa? Thì rõ ràng là mỗi bên sẽ bằng nhau ở đây. Góc cao này là bằng nhau. Đúng chưa? Vậy cái góc AFB sẽ bằng hai lần góc AFO. AFO. Sẽ bằng hai lần góc AFO. Được chưa các bạn? Đó, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái góc AFO. Được chưa? Vì sao này bạn nhìn này. Bây giờ rõ ràng là AO bằng OB vì O trung điểm đúng không? Thì ra có cái này là 1,5, 1,5. Bên này cũng là 1,5. Được chưa? Cạnh này lưu ý đây, cạnh này. Cạnh này đề bài cho chúng ta là 2,5. Đây, hai cạnh này. Hai cạnh này là 2,5. Đúng không? Đây, 2,5. Đó. Vậy chúng ta sẽ dùng cái gì các bạn nhỉ? Nào, chúng ta dùng sin, dùng cos hay dùng tan các bạn ơi? Nào, các bạn comment cho anh chúng ta dùng sin, dùng tan, dùng cos. Hay dùng cái gì nào? Đây, chúng ta cần phải đi tìm cái góc này. Chúng ta cần phải đi tìm cái góc này. Đúng chưa? Nào, các bạn thử comment cho anh biết là chúng ta dùng sin, dùng cos hay dùng tan. Khi chúng ta biết thằng này là 1,5, thằng này là 2,5 thì theo các bạn dùng sin, dùng cos hay dùng tan? Nào, trong trường này chúng ta phải dùng sin nhá. Với này, sin được chưa? Sin của góc AFO, FO. Sin thì bằng đối là 1,5 chia cho huyền là 2,5, 2,5. Được chưa? Chia cho huyền là 2,5. Ổn không? Chia huyền là 2,5. Thì rõ ràng đến đây các bạn sẽ tìm, bạn nhớ này, đến đây này các bạn sẽ suy ra được ngay góc AFO, FO.
Các bạn suy ra được ngay góc IMO. Nào các bạn nhìn anh thực hiện bằng máy tính luôn này. Các bạn nhìn anh thực hiện bằng máy tính luôn nhá. Anh để đơn vị độ cho dễ nhìn nhỉ, được chưa? Đơn vị độ này, bạn nhìn nhá. Đầu tiên anh ấn shift scene nhá, nhớ này, anh có scene đúng không? Anh muốn đổi góc anh ấn shift scene. Anh ấn shift scene. Đây bạn nhìn này, đây. Anh ấn shift scene, đúng chưa? Của 1.5, 1.5. Anh chia 2.5. Đúng chưa? Góc nó rất lẻ, nhưng bạn lên bấm liền thì rất lẻ này. Đúng chưa? Thì cái góc AFO của anh ấy sẽ xấp xỉ là 37 độ, 37 độ. Các bạn bấm liền ấy thì nó đẹp hơn. Thì khi có góc AFO rồi, các bạn sẽ tìm ra được ngay góc alpha. Các bạn sẽ tìm ngay góc alpha, đúng không? Bằng cách nhân đôi lên, nhân đôi lên. Ok chưa? Thì bạn có là 74 độ, xấp xỉ 74 độ đi. 74 độ. Đúng chưa? Vậy để làm nào để bạn có được thằng EF, EF. Đúng không? EF. Đúng không? Thì bằng căn bậc 2, đúng không? Lại dùng công thức tổng quát này. Rồi. E1 bình cộng E2 bình cộng 2 lần E1 E2 nhân cos alpha, đúng chưa? Đó, thì chúng ta nên bấm liền máy tính ra thì để chúng ta kết luận luôn F bằng. Đó, bấm liền máy tính luôn, bạn nhìn này. Bạn bấm liền luôn nhá, bấm liền luôn này. Căn bậc 2 bạn nhìn nhá. Chúng ta lưu ý này, chúng ta đang lưu cái thằng E1 là nghiệm là A này, alpha A để ra E1 nhá, để ra E1 bình phương này cộng với E2 bằng E1 này bình phương này cộng với 2 lần E1. Rồi, nhân E2. Đúng chưa? Và nhân cos alpha là cos của A. Đúng chưa? Bằng một cái. Đúng này không nhỉ? Có đúng kết quả này không nhỉ các bạn ơi? Có đúng kết quả này không nhỉ? Nào các bạn ơi, có đúng không nhỉ? Các bạn bấm lại cho anh xem nào. Các bạn ơi, các bạn bấm lại hộ anh xem có đúng kết quả này không nhỉ? Nào các bạn ơi, các bạn đâu rồi nhỉ? Đúng không các bạn ơi? Cùng bấm anh đi nhá. Nào có đúng không các bạn ơi, có đúng không? Nếu các bạn bấm đúng cái quả này nào, cầm máy tính lên bấm đi, vì nhiều khi anh bấm nó bị lệch đấy, được chưa? Nào có đúng cái quả là 4608000 không? Có đúng không nhỉ? Có đúng cái quả này không nhỉ? Ok nhá, được chưa? Cái quả này là 4608000. Được chưa? Volt trên mét. Đó, volt trên mét. Được chưa ạ? Lưu ý vào. Còn nếu bạn muốn đổi mũ hết thì nó sẽ là 4,608. 4,608. Các bạn nhân với cả 10 ngũ 5. Volt trên mét. Được chưa? Volt trên mét. À, các bạn có hiểu không? Ok chưa nhỉ? Ok chưa? Nào, đến câu B nhá, đến câu B này. À, đến view tiếp theo nhá. Nào, chưa cẩn thận vào. Nào, các bạn ơi, xong chưa nhỉ? Các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn đã bấm xong chưa? Nếu các bạn bấm xong rồi thì lại cho anh cái chữ OK lên nào.